Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình so sánh số 20 và tin tức sáng ngày thứ hai. Đây là cái chương trình mà Phong đã làm thêm để quý vị và các bạn có thể so sánh tất cả những cái gì đang xảy ra xung quanh xã hội của mình với xã hội Hoa Kỳ, xem có gì khác biệt và những cái thông tin đến từ buổi sáng để các bạn có thể biết những cái chuyện gì xảy ra xung quanh thế giới và Hoa Kỳ. Các bạn, hôm trước thì Phong để ra cái chương trình này thì định là đi tin tức lúc đầu, sau đó thì làm một cái chương trình so sánh. Nhưng mà có một vài bạn đề nghị Phong là nên làm cái chương trình so sánh trước rồi tin tức sau. Thì thôi để chiều các bạn, hôm nay chúng ta làm cái chương trình so sánh trước, rồi một lát nữa thì Phong sẽ gửi đến các bạn cái phần tin tức sau. Ok các bạn, trong cái chương trình ngày hôm nay, một trong những cái so sánh mà Phong đưa ra đó là cái hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ được quản trị như thế nào. Ok các bạn, đây là Phong chỉ chia sẻ với các bạn trong cái tinh thần, cái kiến thức của Phong trong ngành báo chí, không phải là một chuyên gia về tài chính, cũng không phải một chuyên gia về ngân hàng. Do đó những gì Phong chia sẻ với các bạn mang tính chất tổng quát mà thôi. Các bạn biết là hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ đã có rất lâu đời. Có thể nói là từ thời lập quốc Hoa Kỳ thì hệ thống ngân hàng đã xuất hiện rồi. Và họ thay đổi cái chính sách và cái cách thức mà gửi tiền hay là cho vay tiền đó, nó thay đổi theo từng chu kỳ. Bây giờ thì 2018 thì cái hệ thống ngân hàng được xem là một trong những cái hệ thống ngân hàng khá vững mạnh trên thế giới, và được xem là một trong những cái hệ thống ngân hàng được xem là uy tín nhất trên thế giới. Các bạn biết hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ là cái hệ thống, nói một cách đơn giản, là cái nơi để các bạn có thể ký gửi tiền bạc. Thay vì để tiền ở nhà mình thì họ ký gửi tiền bạc vào ngân hàng, và từ đó thì họ xài nó dễ hơn và nó an toàn hơn. Thì hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ rất là dễ để các bạn có thể mở một tài khoản, dù nhất là trong năm 2018 này, dù các bạn là công dân của bất cứ quốc gia nào, khi các bạn đến du lịch tại Hoa Kỳ đến chơi thì các bạn vẫn có thể mở tài khoản tại Hoa Kỳ. Với điều kiện là cái số tiền tài khoản quý vị mở ban đầu là bao nhiêu và số tiền đó có sạch sẽ hay không. Đó là cái điều kiện tiên quyết của ngân hàng. Nhưng mà ví dụ mở một tài khoản vài trăm đô hay 1.000 đô la thì cái đó không thành vấn đề với là chính phủ Hoa Kỳ. Do đó bất cứ ai ở trên thế giới cũng có thể mở tài khoản của họ ở trong ngân hàng ở Hoa Kỳ. Thì mở tài khoản ngân hàng thông thường ở Hoa Kỳ thì các bạn được khuyến khích mở hai dạng. Một dạng là checking và một dạng là saving. Checking là một cái tài khoản mà để cho các bạn có thể có đồng ra đồng vào, tức là vừa xài vừa nhận tiền ở bên ngoài vào deposit trong nhà băng, hay là các bạn xài ra là từ cái checking. Còn cái saving thì nó là một cái tài khoản mà có thể có lãi cho các bạn nếu số tiền nó nằm ở trong đó một khoảng thời gian. Nhưng mà tùy theo cái phân lời của ngân hàng, lúc đó cho các bạn được lãi bao nhiêu, nó gọi là saving. Saving thì các bạn cầm cái khoản tiền ở trong đó thì các bạn sẽ không thể rút ra trong một khoảng thời gian. Ví dụ như các bạn bỏ vào đó một năm thì các bạn không thể rút số tiền đó ra thì các bạn có lời. Và cái saving này thì tùy theo mỗi ngân hàng và tùy theo mỗi cái chương trình saving các bạn có. Có nhiều người thì họ lấy cái saving đó không cần tiền lời là để backup cho cái tài khoản checking của họ. Lỡ như mà tài khoản checking bị thiếu hụt thì họ lấy từ cái saving họ bù đắp lại, vân vân. Thì đại khái là cái hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi họ lấy tiền của quý vị vào, họ nhận tiền quý vị thì họ sử dụng cái nguồn tiền đó như thế nào? Ngân hàng, tôi nói với các bạn, ở Hoa Kỳ nó họ có tới 1.000 cái sản phẩm, trên 1.000 cái sản phẩm đủ thể loại để có thể dùng cái đồng tiền các bạn ký gửi vào để có thể xin lợi cho ngân hàng. Bởi vì tại sao mà các bạn mở tài khoản, các bạn không bị những cái lệ phí lặt vặt giống như những nơi khác, mà họ rất là dễ dãi cho các bạn trong cái vấn đề mà ký gửi tiền của mình trong ngân hàng. Ví dụ như là các bạn ký gửi tiền mình trong ngân hàng thì khi mà các bạn ký gửi rồi thì đương nhiên cái số tiền nằm ở trong ngân hàng, và ngân hàng cũng không để cho cái tiền đó nó nằm chết ở đó và không sinh lợi. Do đó thì họ có rất nhiều những cái sản phẩm mà chính thức thì là ngân hàng dùng cái tiền đó để mà cho vay ra bên ngoài nhiều hơn. Đa phần ít có ngân hàng nào mà đem tiền của khách hàng đi đầu tư đó, tại vì cái đó là thứ nhất là sẽ risky, tức là có cái tiềm năng gây mất tiền của khách hàng, và ngân hàng họ không có làm chuyện đó, và họ chỉ thông thường là họ chỉ cho vay và lấy cái phần lợi cao
đó là một trong những cái mối sinh lợi lớn nhất cho ngân hàng. Ví dụ như tôi nói với các bạn là ở bên Mỹ đó, thì các bạn có đủ loại tiền vay từ ngân hàng chính thức. Đương nhiên hệ thống ngân hàng thì nó được sự kiểm soát của chính phủ. Do đó khi cho vay ra thì cái phân lời mà từ những ngân hàng chính thức mà có sự bảo đảm của FDIC, tức là cái cơ quan mà liên bang kiểm soát về hệ thống tài chính ngân hàng đó, thì họ sẽ phải có những cái quy luật tối thiểu để bảo đảm cái người vay và cái nguồn cho vay cũng như cái sự trả lại như thế nào. Đại khái là sau cái năm 2008, cái cơn khủng hoảng kinh tế do cái hệ thống dễ dãi cho vay mà các ngân hàng của Hoa Kỳ đã rơi vào cái cơn khủng hoảng, tức là nợ xấu quá cao, tức là họ cho vay dễ quá, rồi cái người mà đi vay tiền đó lại không có khả năng trả nợ, rồi đôi lúc nó còn dễ tới mức là không có vật thế chấp luôn, không có cái gì thế chấp để vay tiền luôn, mà vẫn được cho vay dựa trên cái tín dụng của cái người vay tốt, thì họ thấy cái tín dụng tốt, họ không cần tới cái collateral, tức là cái phần thế chấp. Chính vì vậy mà nó xảy ra cái cơn khủng hoảng kinh tế và cái cơn khủng hoảng về tài chính năm 2008. Sau đó thì Tổng thống Obama bail out tất cả ngân hàng, tức là chính phủ đưa ra một cái ngân sách để mà cứu nguy các ngân hàng và các hãng xe. Thì cùng một lượt đưa ra như vậy, thì Tổng thống Obama đã có một cái quy luật mới dành cho ngành ngân hàng. Quý vị cho Phong một giây để Phong chỉnh lại cái focus cho nó rõ hơn chút xíu. Thì các bạn, khi mà cho Phong một giây, Phong bấm cái này chút xíu đó cho nó rõ hơn. Ok. Vâng, và các bạn, trở lại cái Phong bị hơi interfere cái camera một chút xíu. Thì khi mà Tổng thống Obama cứu nguy đó, thì ông đặt ra một số quy luật gay gắt hơn cho ngân hàng để bảo đảm rằng là cái số tiền mà những ngân hàng cho vay ra bên ngoài đó là có thể thu hồi được, hoặc ít nhất là giữ lại được cái phần thế chấp để một phần nào bù lỗ trong những cái nợ xấu. Ở ngân hàng ở Mỹ thì nó có cái cả ngàn cái sản phẩm khác nhau, gọi là sản phẩm, tức là tiếng Mỹ nó gọi là product, là tại vì họ có nhiều cái chương trình cho vay khác nhau từ đủ loại ngành nghề. Ví dụ như là từ nhỏ đi, từ thấp nhất đi, thì ngân hàng có những cái chương trình gọi là cho vay cá nhân, tức là các bạn có tài khoản ở trong ngân hàng, rồi các bạn lại có một cái mức tín dụng tốt, thì các bạn có thể vay một cái số tiền cá nhân ở một cái giới hạn nào đó. Đặt ví dụ như ngân hàng cho vay tối đa là lên tới 10.000 Mỹ Kim, là chỉ dựa trên tín dụng của các bạn và không cần phải thế chấp gì cả. Đó là một trong những cái nhỏ nhất. Rồi sau đó các bạn vay tiền để mà mua xe, rồi các bạn có thể vay tiền để đi học, rồi các bạn có thể vay tiền để mua nhà, rồi vay tiền để làm ăn, rồi vay tiền với một cái thời hạn ngắn hạn để mà có thể thực hiện những dự án. Nói chung là ngân hàng lấy cái tiền tài khoản của mình từ những khách hàng gửi vào và họ cho vay ra với rất nhiều dạng. Tôi nói là có rất nhiều những cái loại sản phẩm khác nhau, tức là những cái chương trình cho vay khác nhau để có thể sinh lợi trên cái tiền của khách hàng ký gửi vào. Và cái phân lời thì được chính phủ kiểm soát rất chặt chẽ. Rồi bên cạnh đó thì ngân hàng còn cấp những cái thẻ tín dụng, tức là credit card, tức là họ sẽ làm ra những cái thẻ và những cái thẻ đó có thể gửi đến cho những khách hàng nào mà có mức tín dụng tốt. Họ cho một cái credit line khoảng 1-2 ngàn hoặc là nhiều hơn, 3 ngàn, 5 ngàn, có khi còn cao hơn nữa. Là người khách hàng, tức là cái người được cấp cái thẻ này, họ có thể sử dụng số tiền đó trước rồi sau đó họ trả. Mà nếu họ trả trễ thì họ sẽ bị cộng thêm tiền lời, bởi vì cái tiền lời của những cái thẻ credit card rất là cao, lên tới 29, theo tôi biết thì lên tới 29%. Tức là các bạn trả mượn 100 đồng ở trong cái thẻ credit card thì các bạn phải trả đến 129 đồng, đại khái như vậy. Nhưng mà ngược lại thì chính phủ cũng không có muốn ngân hàng vì cái lợi nhuận mà đem cái lãi, cái tiền lời đó chồng lên cổ người dân. Cho nên chính phủ kiểm soát rất chặt chẽ cái phần lời. Họ kiểm soát bằng cách nào? Họ kiểm soát bằng cái cơ quan có tên gọi là Quỹ Dự trữ Liên bang. Cái nơi này là quyết định cái phần lời cao hay thấp, lên hay xuống hàng cứ mỗi một cái tam cá nguyệt. Cứ mỗi một cái tam cá nguyệt, trong năm có 4 cái tam cá nguyệt,
thì cứ mỗi cái tham khảo nguyệt họ đánh giá thị trường, họ đánh giá nền kinh tế và sau đó họ quyết định là có tăng phân lời hay là giảm phân lời. Gọi là Federal Reserve đó, tức là quỹ dự trữ liên bang. Cái quỹ này không phải của chính phủ các bạn. Cái quỹ này là do 13 cái ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ làm chủ. Nhưng mà chính phủ là cái người chịu trách nhiệm điều hành cái quỹ này. Và chính phủ bổ nhiệm một người đứng đầu cái quỹ này là do chính phủ, là do chính phủ kiểm soát. Nhưng mà cái quỹ này nó không thuộc về chính phủ mà nó thuộc về 13 cái ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ. Do đó thì cái quỹ dự trữ liên bang là cái nơi kiểm soát phân lời chặt chẽ nhất. Ví dụ như là tới cái mùa hôm nay là chúng ta vào tháng 8 thì bây giờ cái phân lời do cái tình trạng mua nhà thì quỹ dự trữ liên bang có thể sẽ tăng phân lời. Và đến cái mùa cuối năm khi mà nền kinh tế khỏe mạnh, không có trở ngại gì nhiều thì họ có thể giảm phân lời để kích thích kinh tế thêm. Giảm phân lời là như thế nào? Tức là nhà họ buộc tất cả các ngân hàng phải giảm cái mức phân lời xuống để tạo điều kiện dễ dàng cho người ta có thể đi mua sắm. Tại vì khi mà cái mức lời nó giảm xuống thì cái tiền lời của những cái thẻ credit card, tức là những cái thẻ tín dụng nó không nhiều, thì người dân có thể đi mua sắm trong cái mùa dịp lễ cuối năm. Thường thường trong cái dịp cuối năm là các cái hệ thống ngân hàng đều giảm phân lời để kích thích cái người đi mua xài tiền để có thể kích thích nền kinh tế. Thì đó là cái hệ thống ngân hàng mà được điều hành một cách tổng quát. Rồi các bạn đi mượn tiền mua bất cứ một cái gì thì ngân hàng họ đòi hỏi cái collateral, tức là cái việc thế chấp. Ví dụ trừ khi các bạn mượn tiền học cho các em các cháu mà đi mượn tiền học thôi, thì nó để căn cứ vào cái điểm của các em để mà ngân hàng có thể cho vay điểm. Và cái tín dụng thì với các em mới 19, 20 tuổi thì chưa có cái bề dày ở ngoài xã hội thì cái điểm tín dụng không có nhiều, mới xây dựng thôi. Thì nên là căn cứ vào cái điểm tín dụng thì cũng không có chính xác. Do đó thì ngân hàng sẽ căn cứ theo cái điểm của các em, cái hồ sơ học của các em để có thể định hướng là có thể vay tiền, nhất là những em nào mà không thể nhận được cái sự tài trợ của chính phủ cho những cái chương trình đại học gọi là financial aid á, tức là chính phủ cho vay tiền để học đó mà không đủ điều kiện đó, thì các em có thể quay ra mượn vay tiền của những cái hệ thống ngân hàng. Thì những cái hệ thống ngân hàng họ cho các cái học sinh những cái chương trình phân lời rất thấp, trả rất là nhẹ nhàng, mục đích là khuyến khích các em các cháu đủ điều kiện để đi học, nhất là trường đại học. Ở Mỹ thì từ lớp 1 cho tới trung học, tức là tiểu học tới trung học đó, thì là các em các cháu không có tốn tiền. Nhưng mà khi vào đại học đó thì cái tiền học có, mặc dù nó không mắc so với nước ngoài. Nếu mà ở nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà đi du học á, thì cái tiền học rất là mắc. Nhưng mà nếu những học sinh là thường trú nhân hay quốc tịch Hoa Kỳ á, thì cái tiền học nó không mắc. Chủ yếu là cái tiền mà sinh hoạt thì đúng hơn, và những cái chi phí cần thiết đó, chứ cái tiền học thì không có bao nhiêu cả các bạn. Cái tiền học đối với lại các sinh viên đại học thì không có bao nhiêu cả. Thì ở bên đây ngân hàng ngoại trừ cái trường hợp này ra thì tất cả những cái món vay khác thông thường là có cái phần collateral, tức là thế chấp. Tôi lấy ví dụ các bạn đi mua xe, mượn tiền mua xe thì chiếc xe đó chính là cái vật thế chấp. Các bạn bỏ xuống một số tiền đồng, tức là gọi là tiền down payment á, từ 1.000 cho tới 5.000 cho một chiếc xe. Rồi cái số tiền còn lại thì các cái ngân hàng của các hãng xe họ sẽ cho các bạn vay với một cái phân lời nào đó tùy thuộc cái tín dụng của mình. Nếu tín dụng càng tốt thì cái phân lời càng thấp, mà tín dụng càng xấu thì cái phân lời càng cao. Thì cái chiếc xe đó là cái collateral, tức là cái phần thế chấp. Nếu như các bạn không trả payment, tức là không trả đều đặn, bị trễ hoặc là không trả trong vài tháng đó, thì họ sẽ kéo chiếc xe. Tương tự như vậy, mua nhà thì các bạn cũng phải đi theo cái lộ trình là căn nhà đó chính là cái vật thế chấp. Ví dụ như là các bạn bỏ xuống 20% down trên cái trị giá căn nhà. Tôi lấy ví dụ một căn nhà ở đây trị giá là 600 ngàn đi. Thì các bạn phải bỏ xuống cái tiền tối thiểu là 120 ngàn. Phần còn lại thì ngân hàng sẽ cho các bạn vay. Đó, nếu như các bạn vay thì các bạn sẽ phải theo cái phân lời đó, nó tùy thuộc vào cái khả năng trả nợ của các bạn mỗi tháng và cái tín dụng, điểm tín dụng. Giống như hôm trước tôi có nói với các bạn mua nhà ở Hoa Kỳ đó, là các bạn bỏ xuống 20% thì các bạn sẽ phải vay lại cái món nợ 80%, và trong 80% đó thì các bạn phải chứng minh cái khả năng trả nợ. Mà một trong những cái chứng minh khả năng trả nợ đó là cái lợi tức hàng tháng của các bạn là bao nhiêu và đủ để trả nợ cho căn nhà mỗi tháng hay không. Thường thường mà cái lợi tức mà họ xem các bạn qualify đó, tức là đủ điều kiện đó, là cái lợi tức phải gấp 3 cái tiền payment.
tức là cái lợi tức, tổng lợi tức của các bạn hàng tháng, thì cái tiền trả cho ngân hàng cho ngôi nhà đó là chỉ 1/3 trong tổng số lợi tức của các bạn thôi, thì các bạn được qualify. Bên cạnh đó họ vẫn phải cộng thêm cái điểm tín dụng của các bạn nữa để họ định ra cái phân lời. Thường thường thì mua nhà thì phân lời khá thấp, họ đầu khoảng bây giờ tôi theo tôi biết ở Hoa Kỳ đầu khoảng 3-4 chấm gì đó thôi. Tức là các bạn mượn cái món nợ 100 ngàn thì một năm các bạn chia ra khoảng 3-4 ngàn. Mà 3-4 ngàn đó thì các bạn chia ra hàng tháng, rồi nó cộng với cái tiền principal, tức là cái tiền vốn mà các bạn vay, thì nó cộng lại nó trở thành một cái payment. Mà thường thường thì các ngân hàng thì có, những năm đầu thì họ họ bắt các bạn trả tiền lời không à. Họ giữ tiền vốn, họ bắt các bạn trả tiền lời không à. Rồi những năm sau khi các bạn trả tốt thì bắt đầu nó mới trả vô cái tiền vốn nhiều. Do đó thì thường thường những cái món nợ vay nhà, vay nợ mà mua nhà đó thì thường thường họ có những cái term, tức là những cái kỳ hạn 5 năm, 15 năm cho tới 30 năm. Mà đa phần người Mỹ thì tôi thấy là đa phần là họ chọn cái món nợ vay mà trả trong vòng 30 năm để cho cái hàng tiền hàng tháng nó nhẹ hơn. Đó là cái hệ thống ngân hàng, họ lấy tiền của mình ở trong tài khoản, họ cho vay ra. Bên cạnh cho vay những cái như là tôi nói là xe cộ, nhà cửa, thì họ cũng có những cái chương trình cho vay cho chính phủ vay nữa. Cho chính phủ vay và cho tư nhân làm ăn vay. Mà tư nhân làm ăn vay thì nó là thiên hình vạn trạng. Có những người vay để mà bắt đầu start up một cái cơ sở thương mại, tức là bắt đầu khởi nghiệp một cái cơ sở thương mại. Có những cái chương trình cho vay để mà cái người chủ đó đang có một cái cơ sở nào đó, muốn tân trang, muốn mướn thêm nhân viên, có những dự án mới, thì họ vẫn có thể viết một bản kế hoạch thư căn cứ trên những cái hiện trạng công ty của họ để họ nộp lên ngân hàng để họ vay tiền. Rồi có những người thì họ cần thêm cái số tiền đó để mua thêm những cái equipment, tức là những cái dụng cụ cho cái công việc làm ăn của mình. Ví dụ như là mua thêm xe cộ, mua thêm máy móc vân vân, thì những cái phần đó cũng là do ngân hàng finance qua. Tức là ở Mỹ này đa phần á, khi bước ra làm ăn á, đều liên hệ với ngân hàng rất là nhiều. Tại vì ngân hàng là cái nơi nắm tiền mà, và cái nơi cho vay tiền. Nên các bạn làm bất cứ điều gì thì cũng phải đi ngang cái hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ. Và ngân hàng kiểm soát rất chặt chẽ cái vấn đề tiền tệ. Ví dụ như họ có những cái quy định, các bạn mà mỗi một ngày mà các bạn bỏ tiền vào ngân hàng thì cái số tiền không quá cái giới hạn cho phép. Các bạn có thể bỏ bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà ví dụ như các bạn bỏ dưới 10.000 đô la thì không sao. Nhưng mà nếu các bạn bỏ trên 10.000 đô la thì bắt buộc ngân hàng sẽ báo cáo cho sở thuế và cái cục điều tra liên bang. Tại vì họ bảo đảm rằng cái tiền các bạn bỏ vào đó là những cái tiền đến từ cái mối làm ăn của các bạn. Nó là tiền sạch, chứ không phải là tiền dơ. Tiền dơ tức là những cái tiền mà bất hợp pháp, là buôn ma túy, buôn người vân vân đó, thì đó là tiền dơ. Do đó thì bên Hoa Kỳ họ kiểm soát, cái hệ thống ngân hàng họ kiểm soát rất chặt chẽ. Và khi các bạn ký gửi tiền trong ngân hàng đó thì nó rất là đơn giản. Thủ tục lúc đầu làm thì nó khó, nhưng mà sau đó thì rất là đơn giản, mà càng ngày nó càng đơn giản hóa. Ví dụ như ngày xưa tôi ký một cái check cho bạn của tôi, thì tôi gửi check rồi bạn tôi cầm cái check đó, họ phải ký tên ở sau lưng cái check rồi họ mang vô ngân hàng đứng xếp hàng bỏ tiền vào. Nhưng mà với cái thời đại bây giờ, với cái mobile thì nó không cần nữa. Các bạn có thể chụp hình cái check, gửi tấm hình đó vào trong ngân hàng thì nó tự động nó deposit vào trong ngân hàng luôn. Nó tức là họ tạo rất là nhiều những cái điều kiện. Rồi bên cạnh đó, ngân hàng tạo những cái cổng để cho cái người khách họ có thể dễ dàng sử dụng tiền của họ. Ví dụ như là bây giờ là set up cái auto payment cho những cái món nợ. Ví dụ như tôi có nợ xe, tôi có nợ nhà, tôi có nợ của ngân hàng cái gì đó, thì thay vì mỗi tháng tôi phải chờ cái bill của ngân hàng, tức là cái hóa đơn gửi về rồi tôi ký check gửi đi, thì bây giờ họ cho mình set up online. Tức là lên trên mạng á, mình set up một cái auto pay là đúng ngày, đúng tháng là ngân hàng họ cứ tới ngày tháng là họ rút thẳng tiền từ trong bank của mình ra, mà không cần mình phải giấy tờ lôi thôi. Và họ gửi cái hóa đơn cho mình cũng bằng cái dạng PDF online, họ email cho mình thôi. Thay vì mình phải nhận những cái bill đó rồi kẹp trong hồ sơ cất lại, thì bây giờ họ gửi cho mình bằng cái PDF ở trên cái email. Tức là họ tạo rất là dễ dàng. Và cái hệ thống ngân hàng ở Hoa Kỳ thì luôn luôn, nếu các bạn ký gửi tiền trong saving và checking, thì các bạn sẽ được cái sự bảo đảm của FDIC. Tức là nếu như mà ngân hàng bị sập hay bị bất cứ điều gì, thì cái số tiền bồi thường cho các bạn tối đa ở mức giới hạn ngày xưa thì là 100 ngàn, bây giờ thì bạn bè tôi cho tôi biết là 250 ngàn là cái mức tối đa.
mà cái hệ thống bảo hiểm của tiểu bang họ chi trả lại nếu như ngân hàng đó có những cái gì đó mà gây tổn hại cho cái tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên, có những cái sản phẩm khác của ngân hàng là nó không có sự bảo đảm này. Nó lệ thuộc vào cái tiềm năng nguy hiểm của cái thị trường. Ví dụ như các bạn bỏ tiền vào ngân hàng, nhưng mà các bạn không ký vào saving hay saving, mà các bạn lại muốn nó vào cái mutual fund, tức là cái quỹ ở trong ngân hàng để cho ngân hàng lấy cái từ cái tiền quỹ đó đầu tư vào một số những cái công ty đó theo cái là các bạn bỏ vào đó. Ngân hàng có điều này, tức là họ có những cái quỹ đầu tư, thì các bạn bỏ tiền vào những cái quỹ đầu tư này ở trong ngân hàng đó thì nó sẽ không được sự bảo đảm của FDIC, tức là nó có cơ hội tại vì đầu tư thì nó có risky, tức là có khả năng có phong hiểm, thì nó có thể lên, có thể xuống và có thể mất. Do đó cái hệ thống ngân hàng họ được kiểm soát chặt chẽ, và khi mà các bạn đầu tư vào như vậy đó thì nó sẽ có những cái tiềm năng nguy hiểm cho cái đồng tiền của các bạn. Do đó thì đây là cái hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ, họ kiểm soát rất chặt chẽ và cái sự an toàn là tối đa cho người khách hàng. An toàn tức là cái tiền ký gửi vào đó nó có sự bảo đảm, nó không có bị ăn cắp bạc tầm bậy. Và ví dụ như các bạn, giống như hôm trước tôi có nói đó, là cái trách nhiệm ngân hàng rất là lớn. Ví dụ như các bạn cầm một cái số tiền, các bạn bước vào ngân hàng, các bạn ký gửi vào trong đó, nhưng mà cái tiền đó chưa đưa vào cái cô thu ngân, thì xảy ra cái chuyện mà cướp ngân hàng đi, cái kẻ cướp vô giật tiền của bạn, các bạn ngay trong cái văn phòng của ngân hàng đó, ngay trong đó đó, thì ngân hàng sẽ là cái nơi chịu trách nhiệm sau cùng. Tức là các bạn không mất số tiền đó, số tiền đó sẽ được quy trách nhiệm cho ngân hàng, đại khái như vậy. Đó, tức là họ bảo đảm một cách tối đa cho cái người khách hàng. Ngay cả cái phần đó thì các bạn thấy rồi, chứ không có đến là còn mà chuyện mà nhân viên trong ngân hàng ở Mỹ này á, là tuyệt đối không có chuyện mà nhân viên ngân hàng mà ăn cắp tài sản của khách hàng để xài bậy. Cái chuyện đó không có, hoàn toàn không có, kể cả thành phần giám đốc ngân hàng cũng vậy nữa. Tại vì khi họ access, tức là họ vào cái tài khoản của các bạn đó, không phải dễ. Tức là họ phải được sự cho phép của các bạn đầu tiên, rồi họ phải đi qua cái hệ thống an ninh trong cái hệ thống máy computer, họ phải qua nhiều lộ trình lắm, rồi khi chuyển ra nó đòi hỏi nhiều cái lộ trình lắm. Do đó không có cái tình trạng gọi là ăn cắp tiền của khách hàng để mà bỏ túi riêng hay là làm những cái chuyện khác. Ở ngân hàng bên Mỹ thì không có việc này. Do đó cái hệ thống ngân hàng ở Hoa Kỳ được xem là một trong những cái hệ thống ngân hàng tốt nhất trên thế giới. Tôi có thể nói là tốt nhất trên thế giới. Và những cái người mà làm việc ở ngân hàng á, thì họ rất là họ làm việc rất là chuyên nghiệp. Từ họ giải thích từ điểm cho các bạn, dù là các bạn ký gửi tiền, các bạn vay tiền hay là tất cả những cái gì có liên hệ tới tài chánh tiền tệ, là họ giải thích rất cặn kẽ. Bởi vì cái quy định của chính phủ buộc họ phải minh bạch hóa tất cả những cái gì hợp đồng ký với người khách hàng, và không có được phép hiding, tức là che giấu những cái ngôn ngữ để mà có thể gây cái sự khó khăn cho người khách hàng sau này. Đó là một trong những cái sự khác biệt về hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ mà tôi chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu thêm. Ok, đó là cái chương trình so sánh ngày hôm nay, và bây giờ chúng ta có thể bước vào một trong những cái chương trình mà Phong nói là tin tức. Thì mỗi sáng Phong sẽ cố gắng đưa cho các bạn một số những bản tin, mà những cái bản tin này thì nó có liên hệ tới cái đời sống xung quanh cái khu vực mình hay là tại Hoa Kỳ, để các bạn có thể so sánh. Và bây giờ thì cái bản tin đầu tiên, ok các bạn, đây là tin trên hãng thông tấn Reuters. Ở trong đây thì phía Nam Hàn cho biết là cái việc mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Pompeo hủy chuyến viếng thăm tới Bắc Hàn đã ảnh hưởng tới cái mối dây liên lạc giữa hai quốc gia Nam và Bắc Hàn. Bản tin từ Seoul cho biết là phía Nam Hàn cho biết ngày hôm nay là việc mà hủy bỏ cái chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo tới Bắc Hàn trong tuần này đã effect, tức là đã ảnh hưởng tới cái việc mà thành lập cái văn phòng liên lạc giữa hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn dự tính sẽ được mở ra trong cái tháng này. Quý vị nhìn thấy hình, đây là hình của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Thì phía bản tin cho biết là Tổng thống Hoa Kỳ đã cancel, tức là đã hủy bỏ cái chuyến dự đính đi của cái giới chức cao cấp hàng đầu của ngành ngoại giao Hoa Kỳ đến Bắc Hàn vào hôm thứ Sáu tuần qua, và cho rằng là đây là lần đầu tiên, đây là cái nỗ lực của ông để thúc đẩy Bình Nhưỡng, Pyongyang, là tức là Bình Nhưỡng, để phi quân sự hóa, phi hạt nhân hóa cái khu vực bán đảo Hàn Quốc kể từ khi mà ông Trump có cái cuộc họp thượng đỉnh với lại ông Kim Jong-un. Và Tổng thống của Nam Hàn, Blue House,
Bluehouse này thì tôi tạm thời dịch nó là Thanh Cung. Ok, Thanh Cung, phát ngôn viên của Bluehouse tức là văn phòng tổng thống ở Nam Hàn có tên là Kim Yoon Ki-on đã cho biết ngày hôm thứ hai là việc cancel này thì cannot say to be have zero effect, tức là không thể nói rằng là không có ảnh hưởng đến cái dự tính mà mở cái văn phòng liên lạc của hai quốc gia, liaison office tức là văn phòng liên lạc. Chúng tôi nghĩ rằng việc mở ra cái văn phòng liên lạc là một phần trong cái tiến trình êm đẹp được được đã được lên lịch, bao gồm luôn cả việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tới viếng thăm Bắc Hàn và sau đó sẽ là cái hội nghị thượng đỉnh của Nam Bắc Hàn. Bây giờ thì cái tình trạng đã bắt đầu có sự thay đổi và nó đã ảnh hưởng đến cái việc này. Đây là một trong những cái bản tin mới nhất liên quan tới cái bán đảo Hàn Quốc, và quý vị nhìn thấy là phía Nam Hàn xác nhận rằng là cái việc mà hủy bỏ chuyến đi của ông Mike Pompeo sau cái lời yêu cầu của Tổng thống Donald Trump thì nó đã ảnh hưởng tới cái mối liên hệ giữa Nam và Bắc Hàn trong cái việc mà thiết lập cái văn phòng liên lạc giữa đôi bên. Ok các bạn, và bên cạnh cái bản tin mà hàng đầu liên quan tới phần Á Châu thì trên tờ Yahoo ngày hôm nay Phong lại lụm được một cái tin này của một ông được nhận là giám đốc của hỏa lò, nhà tù hỏa lò, nơi mà ông Sean McCain đã bị giam hơn 5 năm rưỡi. Các bạn nhìn thấy đây là cái bản tin trên hãng thông tấn Reuters và viết bởi một người có tên là Trần Thị Minh Hà và Jenny Vohan ở Hà Nội. Bản tin này là của AFP. Các bạn, ở trong bản tin này thì Phong sẽ tạm thời dịch tạm cho các bạn biết về cái bản tin này. Đây là một trong những cái bản tin mà được xem là khá tôi gọi là họ đề cập tới vì ông John McCain vừa mới qua đời, và trong ông John McCain là một người cựu tù nhân, ông là một phi công và đã bị bắt ở cái giam giữ ở cái gọi là Hà Nội Hilton, tức là người Mỹ họ gọi cái nhà trại giam hỏa lò là Hà Nội Hilton, tức là khách sạn Hilton, và nơi mà ông đã bị bắt giữ. Trong cái bản tin này thì cho biết ông là một cựu tù nhân, một phi công của hải quân và là một người thẳng thắn, và bây giờ thì họ lại phỏng vấn một trong những cái người mà gọi là cai tù ở nổi tiếng hỏa lò và nói về những cái gì mà ông ta gặp được ông John McCain trong cái giai đoạn này. Thì ông này lại trong đó thì ông này có kể đến cái cá tánh bướng bỉnh, lập trường mạnh mẽ của ông John McCain khi mà tranh cãi với lại cái ông này tên là đại tá đã về hưu Trần Trọng Duyệt. Quý vị, tên của ông này là Trần Trọng Duyệt ha. Đây là một trong những cái tên của ông ta. Tôi hy vọng tôi đọc đúng cái tên của ông ta khi mà nói với hãng thông tấn AFP. Sau cái chiến tranh Việt Nam thì ông John McCain á, là ông đã bị bắt 5 năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 10 năm 1967 khi mà chiếc máy bay của ông á, bị gãy cánh và bị rớt ở ngoài trong cái cuộc tấn công ngoài Hà Nội. Và trong đây thì ông này ông có kể đến cái chuyện mà ông John McCain đã bị giam cầm, bị cách ly, tức là bị biệt giam, và ông chỉ được ăn bánh mì và súp thôi, súp ngô á. Và bên cạnh đó thì ông bị bệnh lý và rồi cái ông có nhiều cái căn bệnh lúc mà ông ở tù. Tuy nhiên thì John McCain lúc mà trở về Hoa Kỳ thì ông tố cáo rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã có những cái hành động đánh đập ông trong tù và có những cái đối xử không đúng với cái tinh thần mà tù nhân chiến tranh, và do đó thì là ông đã lên tiếng ông tố cáo. Tuy nhiên cái ông Duyệt này á, thì là phủ nhận tất cả những lời tố cáo và cho rằng là Cộng sản Việt Nam đối xử nhân đạo với các tù binh. Nhưng mà thật sự thì quý vị đã biết là trong cái giai đoạn ở Hải Phòng thì nhiều quân dân Hoa Kỳ, không riêng ông John McCain, là những người đã tố cáo rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã có cái sự đối xử rất là dã man đối với những tù nhân ở tại Hỏa Lò. Và đó là đây là một trong những cái tin liên quan tới thượng nghị sĩ Sean McCain. Ông là một thượng nghị sĩ gây nhiều tranh cãi, ông thuộc Đảng Cộng hòa. Nhưng mà những cái hành động ở những năm cuối đời của ông thì có vẻ như là favor cho phía Đảng Dân chủ, và ông là người có cái cuộc tranh cãi rất gay gắt với đương kim tổng thống Donald Trump, tới mức mà trước khi ông mất thì ông Sean McCain cũng không muốn ông Trump xuất hiện trong đám tang của ông. Ngược lại thì Tổng thống Donald Trump cũng có những cái điều buông lòng đối với ông Sean McCain. Bằng chứng là khi mà ký cái dự luật quốc phòng 2019, thì vì tất cả người ở trong Thượng viện biết ông Sean McCain bị ung thư và sắp chết, vì vậy và họ đề nghị đặt cái tên của cái dự luật quốc phòng năm 2019
là cái dự luật John McCain về quốc phòng, tên của ông John McCain. Thì tổng thống đồng ý, tổng thống vẫn ký cái dự luật đó, nhưng trong cái ngày ký thì ông cũng không nhắc đến tên của ông John McCain. Ông không nhắc tới tên John McCain. Và John McCain cũng là cái nhân vật được xem là gây tranh cãi khá gay gắt trong cộng đồng Việt Nam. Bởi vì John McCain là một cựu phi công, và ông ta là người đã thúc đẩy cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Cộng sản Việt Nam. Ông và ông John Kerry là hai người đã nắm tay Cộng sản Việt Nam đến Hoa Kỳ để mở lại tất cả những cái ban giao. Và chính cái hành động này của ông, lúc trước thì người ta nghĩ rằng là ông nghĩ cho đất nước Việt Nam và giúp cho Việt Nam khá hơn. Nhưng mà sau 20 năm mà Hoa Kỳ ban giao với Việt Nam thì người ta bắt đầu quy trách nhiệm cho ông John McCain là thủ phạm gây ra gián tiếp đối với những nhà bất đồng chính kiến đang bị sách nhiễu đàn áp tại Việt Nam. Bởi vì ông John McCain đã hỗ trợ cho một chính quyền đàn áp những tiếng nói đối lập tại Việt Nam. Do đó tôi nói là đó là một cái sự tranh cãi gây gắt giữa cái cách ứng xử của ông John McCain đối với cộng đồng Việt Nam. Và đó là bản tin liên quan đến cái thời sự quốc tế và ông John McCain ngày hôm nay. Và quý vị, ở trên tờ Bloomberg ngày hôm nay thì Phong đọc được cái bản tin này cũng khá hay. Quý vị nhìn thấy đây là tờ Bloomberg. Đây, tờ Bloomberg đây. Và bản tin về business, tức là bản tin về thương mại đó, thì cho biết là ông Mahathir Mohamad, tức là đương kim thủ tướng của Malaysia, đã ban, tức là đã ban lệnh cấm những người ngoại quốc đến đầu tư trong một cái dự án trị giá 100 tỷ Mỹ Kim, dự án về địa ốc, tức là property đó các bạn. Thì ở trong đây người ta, bản tin cho biết là ông thủ tướng Mã Lai Mahathir Mohamad cho biết là những người ngoại quốc sẽ không được phép mua nhà ở trong cái dự án có tên là County Garden Holding Company trị giá 100 tỷ Mỹ Kim và sẽ được cấp một cái visa dài hạn sinh sống ở đây. Cái dự án này được gọi là The Forest City Project, nó nằm ở gần Singapore và hiện nay đang trở thành target, tức là trở thành mục tiêu của những tay mua đến từ Trung Quốc. Các bạn thấy không? Đây là target buyer from China, tức là cái dự án này đang trở thành mục tiêu của các cái tay mua từ Trung Quốc trong cái dự án xây dựng cái khu gia cư, phát xây dựng và phát triển một cái khu gia cư. Nó gọi là mixed residential, tức là vừa là khu gia cư mà đồng thời nó cũng có khu thương mại trong đó nữa. Nếu mà nó gọi là resident không đó thì nó gọi là khu gia cư. Nhưng cái này nó gọi là mixed residential, tức là vừa có ở trên là nhà ở và ở dưới là khu thương mại. Và đây là những, nó tương tự cùng một lượt, những cái đầu tư này nó tương tự, nó đang diễn ra tại Indonesia, Thái Lan và Dubai. Và Malaysia, cái dự án của họ gọi là My Second Home, tức là một cái khu ở thứ hai của tôi. Chương trình này cho phép những người ngoại quốc có thể đến khu vực, đến cái quốc gia này sinh sống trong một cái visa dài hạn, tức là được ở dài hạn, mà được xem Trung Quốc, người Trung Quốc nghe các bạn, được xem là một trong những cái thành phần đông đảo nhất đầu tư vào cái dự án này. Và do đó ông Mahathir Mohamad đã ra lệnh cấm người ngoại quốc tham gia đầu tư vào dự án này. Tham gia đầu tư có nghĩa là cái dự án này đang xây những cái nhà, mà theo tôi biết là cái nhà theo dạng chung cư đó, thì và họ bán ra cho những nhà đầu tư, những nhà mua ở nước ngoài có thể vào mua những cái căn nhà trong đó và được cái quyền gọi là cư trú dài hạn ở Malaysia. Vì cái dự án này nó đã bị chênh lệch bởi vì cái số lượng người mua từ Trung Quốc tràn qua Malaysia quá nhiều, và ông Mahathir sẽ e ngại cái ảnh hưởng, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Malaysia, và ông đã ban lệnh cấm người ngoại quốc, tức là không phải riêng gì Trung Quốc đâu, những quốc gia khác cũng vậy, được đầu tư mua nhà ở trong cái khu vực này. Và đây là một trong những cái bản tin mà liên can tới ở Malaysia. Và cùng một lượt các bạn, trong ngày hôm nay một cái bản tin khá quan trọng mà tôi lượm được ở trên cái tờ gọi là South China Morning Post, đây là tờ báo từ Hồng Kông nha các bạn, South China Morning Post, thì bản tin này cho biết là đảng đối lập bảo thủ của Canada, các bạn thấy chữ conservative tức là bảo thủ, đang tìm kiếm chấm dứt, tức là seeking to end the citizenship by the birthplace at Chinese Marinette Tourism, tức là tôi tạm dịch là đảng bảo thủ ở Canada đang tìm cách chấm dứt cái việc mà cấp cái quyền quốc tịch cho những phụ nữ mà đi du lịch từ Trung Quốc tới Canada sinh con trên đất Canada.
Các bạn nhìn thấy đây là cái bản tin, và đây là họ nói là Canada Opposite Conservative Party, tức là đảng đối lập bảo thủ đã bỏ phiếu để có thể chấm dứt cái tình trạng mà tới có quốc tịch bằng cách là sanh con tại Canada cho các ở các cha mẹ đến từ Trung Quốc, tức là đến từ Trung Quốc đó họ được ở permanent resident, tức là được ở thường trú vĩnh viễn, khi phải đối diện với cái sự mà gia tăng những người Trung Quốc đến đến đây để mà sanh con, tức là họ sử dụng cái chiếu kháng du lịch qua Canada du lịch rồi họ ở lại họ sanh con ở đây. Và đây là một trong những cái bản tin cho thấy, các bạn nhìn thấy đây là cái bản tin, đây là một trong những cái vấn nạn không phải chỉ của Canada mà Hoa Kỳ trước đây cũng đã bị, và bây giờ Canada chính thức chấm dứt tình trạng này. Và một trong những cái người mà bảo trợ cho cái việc mà tìm kiếm chấm dứt cái việc mà đi đi du lịch sanh con này là một người đến từ Hồng Kông. Ông này là sinh tại Hồng Kông và ông Wong này là một trong những thành viên của Quốc hội Canada, và ông là một trong những người đã đưa ra cái dự luật này để mà ngăn chặn tất cả cái tình trạng mà đi qua Mỹ, đi qua Canada du lịch rồi mang bầu rồi cái sanh con để con có quốc tịch Canada. Đây là một trong những cái vấn nạn không chỉ riêng Canada đâu mà trước đây Hoa Kỳ cũng đã bị rồi quý vị. Hoa Kỳ cũng đã bị về cái vấn nạn này và chính Tổng thống Trump cũng đã ra lệnh ngưng lại cái vấn đề này. Mặc dù rằng là cái tu chính án số 14 của Hoa Kỳ quy định là những đứa trẻ nào không biết nó đến từ đâu, nhưng mà nếu nó được sanh ra tại Hoa Kỳ thì automatic, tức là tự động, nó trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì Canada cũng có đạo luật tương tự như vậy. Chính vì vậy mà trong thời gian qua thì những người phụ nữ ở Trung Quốc đã tìm cách đến Canada bằng cái ngã du lịch, rồi sau đó họ sanh con tại Canada, coi như con họ có quốc tịch Canada, và sau đó họ có thể lấy cái quyền giám hộ con cái và theo cả con qua Canada để mà định cư đoàn tụ. Đây là một trong những cái điều mà phía Trung Quốc lợi dụng rất là nhiều. Ngày hôm qua tôi cũng đưa cho các bạn thấy là phía Trung Quốc lợi dụng rất là nhiều trong cái việc mà con cái đưa người dân của họ, rải dân của họ qua những quốc gia khác sinh sống bằng nhiều hình thức, bằng đầu tư, bằng du lịch sanh con, rồi bằng những cuộc vượt thoát theo nhiều kiểu khác nhau, kể cả đi lao động vân vân. Thì đó là một trong những cái tin mà liên quan đến cái vấn đề mà thời sự của khu vực Á Châu ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, tôi lại có mời các bạn đọc một tờ báo khác. Cái cách tôi làm thì một lát tôi sẽ giải thích. Đây là cái bản tin mới nhất trên tờ Taiwan News, tờ báo này ở Đài Loan. Thì tờ báo này cho biết là chính quyền của bà Thái Anh Văn, tức là họ viết tắt là chữ sai, Tsai Ing-wen, tức là chính quyền của bà Thái Anh Văn cảm thấy sửng sốt khi mà Tổng thống Donald Trump đồng ý nhận cú phone gọi từ nhà bà Tổng thống này, tức là Taiwan President, họ viết tắt đây. Họ cho biết là đây là hình của bà Thái Anh Văn. Và trong này thì bản tin từ Taipei cho biết là một cựu thành viên của đảng Cộng, một giới chức của đảng Cộng Hòa và là một thành viên trong cái ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump, cố vấn về tranh cử, có tên là Steven Zhang, là trong thời gian gần đây đó đã công bố một số những cái chi tiết rất là thú vị liên can tới cái cuộc bầu cử năm 2016 và cái cú điện thoại giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ông này cho biết rằng là trong cái cuộc phỏng vấn gần đây nhất ở Las Vegas với một cái tờ báo của người Trung Quốc thì cho biết rằng là ông ta rất là bất ngờ khi mà Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận cái cú điện thoại đầu tiên của bà Thái Anh Văn. Và ông này kể lại câu chuyện đó thì đây là để cho các bạn ở Việt Nam hiểu hơn. Là thông thường trước khi mà có cái cuộc bầu cử 1-2 tháng, tức là ở Hoa Kỳ tháng 11 là cái tháng bầu cử, thì tháng 9, tháng 10 đó thì có nhiều lãnh đạo của khắp các quốc gia trên thế giới thường hay gọi điện thoại để khuyến khích những ứng cử viên ở Hoa Kỳ. Họ mua một cái quan hệ trước khi bầu cử. Và sau khi mà bầu cử có kết quả thì các lãnh đạo trên thế giới thông thường họ gọi điện thoại tới để mà chúc mừng cái người đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tại vì cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ là một cái cuộc bầu cử khá quan trọng, không chỉ ảnh hưởng tới đất nước Hoa Kỳ mà nó còn ảnh hưởng tới cái chính sách Hoa Kỳ trên khắp thế giới, mà theo đó Hoa Kỳ vẫn là một trong những quốc gia có tiếng nói lớn nhất ở trên thế giới. Do đó cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ luôn được người ta chú ý. Và khi người ta chú ý tới
thì các khi mà cái vị tổng thống mà đắc cử đó thì luôn nhận được những cú điện thoại từ những lãnh đạo ở trên thế giới gọi tới. Thì khi mà đắc cử xong thì có hàng loạt nhiều cú điện thoại gọi tới. Thì cái ủy ban tranh cử của tổng thống Donald Trump có trách nhiệm là sẽ sàng lọc nhận những cú điện thoại nào trước và những cú điện thoại nào sau. Thì theo cái lời tiết lộ của ông Yates là khi họ gửi cái thông điệp mà bà Thái Anh Văn sẽ gửi một cái lời chúc mừng tới tổng thống Donald Trump đó, thì họ không có nghĩ rằng là bà sẽ là cái người được ưu tiên mà tổng thống Donald Trump trả lời cái cú điện thoại đó, tại vì họ không không họ không tại vì Đài Loan chỉ là một cái đảo quốc rất nhỏ. Họ vẫn expect rằng là những cái quốc gia đầu tiên là như là chủ tịch của Ủy hội Âu Châu, Tập Cận Bình của Trung Quốc, hay là Vladimir Putin của nước Nga, là những cái quốc gia, là nữ hoàng Anh vân vân, đó là những cái quốc gia lớn thông thường là hay gọi điện thoại chúc mừng cho cái vị tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Nhưng mà trong năm 2016 thì bất ngờ cái cú điện thoại đầu tiên mà tổng thống Donald Trump nhận lại là bà Thái Anh Văn, tổng thống của Đài Loan, một cái đảo quốc rất nhỏ nằm ở bờ biển Thái Bình Dương. Thì cái điều này qua lời tiết lộ của ông Yates là họ rất là choáng váng và cảm thấy sốc và không biết cái động thái kế tiếp phải làm như thế nào. Và trong đó sau này thì ông Yates cho biết là sở dĩ mà tổng thống Donald Trump, đây tôi cho các bạn nhìn thấy cái bản tin, là sở dĩ mà tổng thống Donald Trump nhận cú điện thoại của bà Thái Anh Văn là tại vì tổng thống Trump đã xem bà Thái là một tổng thống được dân cử. Các bạn thấy chữ democracy, practically không, elect tức là một tổng thống được người dân bầu chính thức, và bắt đầu và cũng thừa nhận rằng tất cả những đối tác làm ăn của Đài Loan là với Hoa Kỳ, tức là tổng thống thừa nhận họ Đài Loan và những người làm ăn ở Đài Loan ở Hoa Kỳ là những đối tác thật sự, và chính vì vậy mà ông cảm thấy rằng ông có trách nhiệm phải trả lời cú điện thoại của bà Thái Anh Văn, cho thấy cái sự respect, tức là cái sự tôn trọng của tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, với một cái quốc gia rất nhỏ bé là Đài Loan. Đó là một trong những cái bản tin mà ngày hôm nay phía Đài Loan, tờ báo ở Đài Loan đã đăng, tức là Taiwan News. Ok các bạn, thường thường thì Phong làm tin như vậy cho các bạn, để cho các bạn, không phải chỉ là Phong làm tin không, tin Phong điểm mỗi một ngày, chủ yếu là để cho tất cả mọi người hiểu được cái tin đang xảy ra xung quanh mình mỗi một ngày. Nhưng mà cái điều chính là bên cạnh cái vấn đề điểm tin đó, Phong có đưa hình ảnh của những cái bản tin lên. Thứ nhất là khẳng định cái source nó từ đâu, tức là cái nguồn tin nó từ tờ báo nào, ở đâu ra. Và thứ hai là chia sẻ với các bạn cái cách mà lấy thông tin của Phong mỗi một ngày. Và các bạn cũng có thể làm giống như Phong. Đây là cái cách mà Phong muốn là các bạn biết thêm nhiều thông tin qua những cái ngõ. Đó các bạn thấy là sáng ra là Phong điểm tin ở nhiều nơi. Ví dụ như Phong trở lại cho các bạn thấy đây nè. Các bạn thấy là đầu tiên là Phong lấy tin từ Reuters. Rồi sau đó các bạn thấy là trên Yahoo News. Các bạn cho thấy trên Yahoo News không? Yahoo News thì họ lấy tin từ nhiều nơi, trong đó có AFP. Rồi cái Phong lấy tin của AP. Các bạn thấy bản tin của AP ở đây. Rồi sau đó là các bạn thấy tin trên tờ Bloomberg. Rồi kế đến thì Phong đi dạo một vòng có cái tin gì đặc biệt. Ví dụ như Phong qua bên tờ South China Morning Post thì mình thấy cái tin này hay, là cái tin mà vấn đề mà ngăn chặn cái người du lịch tới sinh con ở Canada. Và cuối cùng thì Phong tìm kiếm những cái bản tin mà xung quanh khu vực Á Châu để nó gần gũi với các bạn ở Việt Nam hơn. Thì Phong vào tờ Taiwan News. Các bạn thấy tờ Taiwan News đây. Đó thì trong tờ Taiwan News này thì cái tin mà bà Thái Anh Văn, các bạn thấy nè, chữ Taiwan News nè. Các bạn thấy không? Thì đây là cái bản tin này á, là ngày 27 tháng 8 2018. Thì đây là những cái nơi mà Phong thường xuyên vào đọc tin mỗi một ngày để có thể có những cái tin tức gửi đến cho khán giả, cho mọi người ở khắp nơi. Thì cái đây là cái cách Phong làm tin, thì Phong cũng chia sẻ với mọi người để mọi người mỗi một ngày nếu mà không có nghe Phong nói chuyện thì có thể, hoặc là chưa tới cái giờ Phong nói chuyện, hoặc là qua khỏi cái giờ Phong nói chuyện mà muốn tìm hiểu tin tức, thì đó là những cái trang mà quý vị có thể vào trực tiếp để tìm kiếm và đọc những cái bản tin hàng ngày. Những cái trang này coi như tin của họ được xem là update mỗi một giờ, tức là họ cứ mỗi một giờ là họ có những cái tin mới đưa lên đó. Thay vì các bạn đi đọc những cái báo trong Việt Nam hay đọc những cái tờ báo dịch lại thì nhiều khi họ không có đúng ý của bản tin một cách chính thức, nhất là báo chí trong Việt Nam họ hay thêm bớt ở trong những cái bản tin đó, nó làm cho các bạn cảm thấy bị confused, tức là bị hoang mang là ủa sao báo báo ngoại quốc không thấy mà báo Việt Nam đăng kiểu này. Thì để cho các bạn hiểu được cái cách làm báo của chúng ta và cái
cách mà trong các bạn sẽ có thể dịp so sánh với những tờ báo trong Việt Nam khi họ dịch những bản tin như thế nào, để các bạn so sánh lại coi họ có dịch đúng hay không tinh thần của những bản tin. Họ để nguồn là từ AFP, nguồn là từ Reuters, nhưng cuối cùng khi họ dịch đó thì họ vì bảo vệ cho cái chế độ, cho nên đó, họ hay có những cái ngôn ngữ nó không đúng với tinh thần của cái bài báo nguyên gốc, mà họ lại thêm bớt ở trong đó. Ví dụ như ông, tôi lấy ví dụ thôi, ví dụ như là ông Ngoại trưởng Mike Pompeo đi, ông ta tới Việt Nam đi, thì khi ông ta tới Việt Nam, trong rất nhiều vấn đề ông đề cập tới, thì cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam là một trong những cái vấn đề then chốt mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ nào tới Việt Nam cũng đề cập tới. Nhưng mà qua cái hệ thống báo chí của Việt Nam nó đục bỏ khúc đó, hoặc nó chỉ nói là lướt qua một cái là ông Pompeo có nhắc đến vấn đề nhân quyền rồi xong. Họ không nói rõ ở trong đó ông Pompeo nói cái gì cả, tại cái đó bất lợi cho kẻ cai trị. Chính vì vậy mà Phong muốn các bạn vào những cái trang tin ngoại quốc này đọc mỗi ngày để hiểu được chuyện gì xảy ra xung quanh mình và chuyện gì xảy ra xung quanh Việt Nam, để các bạn có cái dịp so sánh, đối chiếu và phân tích. Đó là cái mục tiêu của Phong. Cho nên là mỗi một sáng mà khi mà Phong điểm tin như vậy thì Phong cố gắng sẽ đưa những cái short, tức là đưa những cái nguồn của bản tin để cùng với các bạn chúng ta đọc tin buổi sáng chung. Và lúc đó các bạn sẽ có một cái tầm nhìn khác và có một cái suy nghĩ khác. Đó là cái mục tiêu của Phong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong cái chương trình so sánh và tin tức sáng hôm nay. Chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ ở bên Hoa Kỳ, và bên Việt Nam bây giờ là buổi tối. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai.